Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu rất hay của Yuma Tạ Nhâm Lỗi tại giải gờ tướng giúp cấp liên tái. Trận này thì Tạ Nhâm Lỗi cầm đỏ đầu tiên gặp Lưu Tử Kiện cầm đen đấu hậu, mời bạn thưởng thức.将军。将军。将军。
军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军，将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây thì Lưu Tử Kiện đã buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.